Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Hốt, Đỗ thắng hải, rừng củi khô, bộ công thương và EVN đang bị lửa táp. Ngày 21 tháng 12, báo chí quốc danh đồng loạt đưa tin, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương bị bắt, với cáo buộc sai phạm trong vụ án liên quan công ty xăng dầu xuyên Việt Oi. Ông Tô Ân Sô cho biết, ông Hải, 60 tuổi, bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra tội nhận hối lộ. Vụ bắt ông Đỗ Thắng Hải liên quan đến vụ án công ty thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt OI. Hồi tháng 9, bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc công ty và cấp phó của bà là Nguyễn Thị Như Phương bị bắt, với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, theo khoảng 3 điều 219 Bộ Luật Hình Sự. Và đây là hình ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương bị đốn. Đầu tháng 12, ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre bị bắt với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Lê Duy Minh, giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh bị điều tra tội nhận hối lộ. Như vậy là vụ xuyên Việt Oi đang bắt từ nhỏ đến lớn không biết vụ án này sẽ lỡ đến đâu. Mới đây, tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trọng đã cho ông Trần Cẩm Tú lên danh sách kỷ luật một loạt nhân vật tay to mặt lớn. Trong đó có ông Trần Tuấn Anh, đương kim ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Kinh tế Trung ương và hai cựu ủy viên Trung ương đảng về hưu, đó là ông Trịnh Đình Dũng, cựu phó thủ tướng, và ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Bộ Công Thương lâu nay vẫn là một rừng củi khô, trong đó ngành năng lượng có quá nhiều bất cập bị xã hội lên án, nhưng những ông quan to này chưa bị sờ gáy. Ngành xăng dầu và ngành điện lực là hai ngành cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế đất nước và đời sống dân sinh. Và đây là hình ông Đỗ Thắng Hải, từng có câu nói thách thức dư luận như thế này. Được biết, nhiều năm qua, ông Đỗ Thắng Hải là người phát ngôn của Bộ Công Thương, thay mặt bộ này trả lời các vấn đề nóng của ngành tại các cuộc họp báo chính phủ thường kỳ. Ông Hải có nhiều năm làm việc tại Bộ Công Thương, từng giữ chức Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng từ năm 2014 đến nay, còn nhớ vào ngày 2 tháng 2 năm 2015, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương, hầu hết các câu hỏi của phóng viên xoáy vào vấn đề tăng giá điện ông đỗ thắng hải không lý giải thỏa đáng nên đã nói bừa rằng giá điện tăng mọi người đều được lợi đây là câu nói ngang ngược thách thức dư luận theo kiểu tao nói ngang thế đấy làm gì được tao quả thật bộ công thương đồng ý cho evn tăng giá điện dù người dân và doanh nghiệp có bất bình mấy thì cũng chẳng làm gì được bởi ở Việt Nam chỉ có một mình độc quyền mua bán điện. Nếu dám ý kiến ý cò, thì EVN cướp điện đơn giản vậy thôi. Thật ra Đỗ Thắng Hải là người phát ngôn cho một nhóm lợi ích khổng lồ hút máu dân bằng chính sách. Nhóm này gồm những quan chức từ cơ quan ngành năng lượng đến lãnh đạo Bộ Công Thương và cả chính phủ. Đợt kỷ luật vừa rồi đã réo lên tên ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Điều này cho thấy nhóm lợi ích uống điện ăn xăng không chỉ ở các doanh nghiệp và bộ công thương. Và đây là hình không biết thanh củi này bao giờ bén lửa. Các vụ án thuộc về ngành xăng dầu và điện có những mối quan hệ rất lớn, trong đó cả thủ tướng cũng phải chịu trách nhiệm liên quan. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tóm đến đâu, ông sẽ đốt lò hay đốt rừng bởi đống củi cho vào lò thì chỉ đốn từng cây. Còn thực tế, Bộ Công Thương và Chính phủ đang có cả một rừng củi mà toàn là cây cổ thụ. Trần Tuấn Anh là cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, tuy nhiên đương kim Bộ trưởng Bộ này, ông Nguyễn Hồng Duyên cũng đang là một thanh củi gọc. Cũng đang là một thanh củi gọc. Ngành điện và ngành xăng dầu thời ông Nguyễn Hồng Duyên đang xảy ra nhiều tiêu cực lớn trong đó có ít nhất hai lần Bộ Công Thương để thiếu hụt xăng dầu. Và EVN đang là ổ chế ra lỗ khủng để đòi tăng giá điện. Ông Trọng sẽ đốt đến đâu? Hãy đợi xem. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình Hốt đổ thắng hải, rừng củi khô, bộ công thương và EVN đang bị lửa táp. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tình Vì đâu tô làm tôi cho vượng? Vì tiền hay vì lợi ích trong vinh? Trang Facebook Phương Ngô cho biết, lúc 19 giờ ngày 18 tháng 12, chủ nhân trang Facebook Sơn Ni Trần, tên thật là Trần Mai Sơn, bị một nhóm 4 thanh niên bắt cóc, nhốt hơn 24 tiếng, đến 21 giờ ngày 19 tháng 12 mới thả cho về Nhóm này hăm dọa Sơn phải gỡ hết các bài viết về VinFast trên trang cá nhân và uy hiếp sẽ bỏ tù với tội danh theo Điều 331. Đây biểu hiện cho thấy Công an Cộng sản đang làm tay sai cho một doanh nghiệp. Chuyện ban tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an bảo vệ cho VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng là điều mà chúng tôi đã đề cập đến trong rất nhiều bản tin. Từ việc báo chí quốc danh Tân Bóc Vinh cho đến chuyện bộ công an ra tay với những người mà Vinh muốn đánh. Hồi năm ngoái, khi cộng đồng mạng lan truyền tin ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh, thì ông Tô Ân Sô đã nhanh nhẫu lên truyền thông chấn chỉnh thông tin, đồng thời Tô Lâm tung quân đi bắt những người mà Vinh cho là tung tin đồn thất thiệt. Và đây là hình thông tin trên trang Facebook Phương Ngô. Ban tuyên giáo và Bộ Công an được sinh ra không chỉ phục vụ cho một chủ mà đến hai ông chủ. Ông chủ thứ nhất là Đảng Cộng sản, ông chủ thứ nhì là Vingroup. Đảng Cộng sản sinh ra Ban tuyên giáo và Bộ Công an, nên hai cơ quan này phải bảo vệ chế độ là điều dễ hiểu. Nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao hai cơ quan này lại nguyện làm tôi cho Vingroup? Trong khi đó, Vingroup không phải là kẻ sinh ra hai đơn vị kia hiện nay có hai giả thuyết thứ nhất là vingroup dùng tiền để mua hai cơ quan kia thứ nhì là trong vingroup có cổ phần ngầm của những kẻ có quyền lực lớn những kẻ có thể ra lệnh cho cả bang tuyên giáo và bộ công an cũng không loại trừ khả năng hai cơ quan kia bán mình vì tiền của vinh đồng thời vinh cũng là nơi có ai đó đủ khả năng dùng quyền lực nhà nước để sai khiến tuyên giáo và công an bảo vệ vinh cũng là bảo vệ túi tiền chính họ. Cho tới nay, chưa có một doanh nghiệp nào có được đặc ân như Vinh. Có thể nói, bề ngoài, Vinh là một doanh nghiệp kinh doanh thuần túy, nhưng ngầm bên trong, nó như là một nhà nước độc tài chính hiệu. Chưa có doanh nghiệp nào dám trị dân như Vinh Rức. Và đây là hình Bộ Công an bảo vệ Vinh như bảo vệ đảng. Đảng Cộng sản nắm quyền và cai trị đất nước một cách bất chính. Họ độc chiếm quyền lực chính trị. Họ truy và diệt những khuynh hướng chính trị khác với họ, nhằm mục đích để mình họ hưởng trọn công sức, thành quả do 100 triệu dân làm ra. Thường ngày, đảng Cộng sản cho tiêm chất ảo giác vào toàn dân. Để làm cho dân mất khả năng thức tỉnh, ai thức tỉnh thì có công an ra tay. Ngày nay, Vingroup cũng sử dụng hai công cụ trị dân của đảng Cộng sản. Hệ thống báo chí cũng đang làm nhiệm vụ bơm chất ảo giác cho khách hàng của Vinh, rằng Vinh đang vững mạnh, rằng ai yêu nước thì mua xe VinFast, vân vân. Khi có ai đó không nhiễm chất ảo giác ấy mà dám lên tiếng nói độc lập vạch Trần Vinh, thì Vinh dùng công an ra tay. Facebooker Sunny Trần là một trong rất nhiều trường hợp bị trấn áp như vậy. Năm 2024, Bộ Công an của Tô Lâm được Đảng Cộng sản Việt Nam duyệt chi ngân sách lên đến hơn 112.000 tỷ đồng, tăng hơn 13.000 tỷ so với năm 2023. Số tiền này gấp 15 lần ngân sách cho Bộ Giáo dục và gấp 16 lần ngân sách cho Bộ Y tế. Số tiền mà đảng tăng lên trong năm nay cho Bộ Công an cũng gần bằng ngân sách của Bộ Y tế và bộ giáo dục cộng lại vậy câu hỏi đặt ra là bộ công an đã được đảng bơm tiền cho ngập mặt như vậy thì tại sao phải làm tôi cho vinh và đây là hình báo chí đâu chỉ nô bọc cho đảng mà còn nô bọc cho vinh có lẽ lời giải thích là lòng tham mà thôi đã là tham thì bao nhiêu tiền vẫn không đủ tiền nhiều vậy nhưng công an vẫn là ngành tham nhũng kinh khủng Công an đâu phải bảo vệ dân, vì bảo vệ dân họ đâu có kiếm thêm được gì. Còn bảo kê cho các loại hình tội phạm thì kiếm được rất nhiều tiền. Tất nhiên, làm tôi cho doanh nghiệp nhiều tiền như Vinh thì cũng là một cơ hội kiếm thêm không nhỏ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình. Vì đâu, tôi làm tôi cho vượng, vì tiền hay vì lợi ích trong Vinh xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo .đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.